Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lợi dụng sơ hở, một thầy cúng đã dùng tiền âm phủ đánh cháo và chiếm đoạt 40 triệu đồng của gia chủ. Vụ việc xảy ra ở Lâm Đồng và được phản ánh tới chương trình từ khán giả Minh Hà có số điện thoại 0324 3 số cuối 552. Bắt quả tang một trang trại ở Bạc Liêu bán heo giống nhiễm dịch tả lợn châu Phi cho người dân. Phản ánh của khán giả Phạm Quang Minh có số điện thoại 0884 3 số cuối 525. Năm 550 tàu cá Bình Định hơn 1 năm không về địa phương đã bị xóa số hiệu. Phản ánh của khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388 3 số cuối 113. Nan giải tình trạng gỗ răm rơi vãi trên đường ở Bình Định, phản ánh của khán giả Vũ Như Lê có số điện thoại 0913 3 số cuối 253. Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh thoát nghèo nhờ mở rộng mô hình trồng ổi Đài Loan. Chia sẻ của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Thưa quý vị, lợi dụng gia chủ sơ hở, một thầy cúng đã dùng bọc tiền âm phủ tráo đổi và chiếm đoạt 40 triệu đồng rồi bỏ trốn. Liên quan tới hành vi phạm tội này, ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đoàn, sinh năm 1978, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin này được khán giả Minh Hà có số điện thoại 0324 3 số cuối 552 gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Theo điều tra, Đoàn làm nghề bán nhang và thuê trọ tại huyện Đức Trọng. Ngày 7 tháng 7, Đoàn lên thành phố Đà Lạt tìm đến nhà ông Võ Minh Sang ở phường 6 để bán nhang. Khi ông Sang muốn nhờ Đoàn cúng giải hạn cho con trai, Đoàn đồng ý và yêu cầu gia đình ông Sang chuẩn bị 40 triệu đồng cùng một số lễ vật. Ngày 10 tháng 7, Đoàn đến nhà ông Sang cúng. Tại đây, lợi dụng gia đình ông Sang không để ý, Đoàn đã nhanh tay lấy cọc tiền 40 triệu đồng bỏ vào túi, thay vào đó là cọc tiền âm phủ mà ông Sang chuẩn bị trong mâm lễ vật. Cúng xong, Đoàn dặn ông Sang phải sau 39 giờ đồng hồ mới được hạ lễ rồi ra về. Hôm sau, ông Sang hạ lễ mới phát hiện số tiền 40 triệu đồng đã bị mất. Quá trình truy xét, ngày 15 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng bắt giữ Đoàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa. Sau khi dịch tả heo châu Phi lắng xuống, thì nông dân tại nhiều địa phương đã bắt đầu đầu tư tái đàn cho lợn. Tuy nhiên, nếu như không tìm hiểu rõ ràng về nguồn gốc thì rất có thể người nông dân sẽ lại tiền mất tật mang. Đơn cử như tại Bạc Liêu, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trang trại bán heo giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng liên ngành đã mật phục bắt quả tang khi cơ sở này đang vận chuyển heo bán cho người dân. Thông tin này được khán giả Phạm Quang Minh qua số điện thoại 0884 3 số cuối 525 cung cấp tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Theo thông tin phản ánh từ hai hộ dân ở ấp 3B xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về việc bị mua phải heo giống không rõ nguồn gốc xuất xứ từ một trang trại có tên Hai Nghiệp. Chỉ vài ngày sau đó, những con heo này đều bị dính dịch tả heo châu Phi. Sự việc đã khiến hai hộ này đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Mặc dù trang trại heo giống không có địa chỉ rõ ràng, nhưng hai hộ dân ở Bạc Liêu tin lời quảng cáo và họ đã bỏ ra hơn 50 triệu đồng để mua về 20 con heo. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, người dân phải rớt nước mắt vì những con heo này đều bị dịch tả heo châu Phi. Bà Nguyễn Kim Nhung cho biết, vào ngày 1 tháng 7, gia đình bà có mua 16 con heo với tổng số tiền là hơn 40 triệu đồng. Mỗi con hơn 2,5 triệu đồng ở trang trại Hai Nghiệp do một người tên VL là người quen của chồng bà Nhung là ông La Hoàng Đen giới thiệu. Tuy nhiên sau khi bắt heo về, các con heo này có dấu hiệu mệt mỏi không ăn uống. Gia đình nghĩ do vận chuyển đường xa nên heo có mệt mỏi không ăn.
Khi liên lạc với số điện thoại mà hai hộ đã liên hệ mua heo thì số thuê bao này không nhấc máy. Cái ngày đầu bắt về là thả vô là có hiện tượng như nó mệt, cho ăn nó không chịu ăn. Rồi mình cứ nghĩ là heo nó chở xe nó mệt thôi. Rồi qua ngày sau là không ăn. Không ăn hết mấy con, không ăn con mình mới thấy kỳ kỳ nên kêu ông xã về mua thuốc về chích là cái ngày đầu. Rồi qua ngày thứ hai là nó chết hai con, là kêu chú ố vô, là kêu người vô chích luôn. Chích luôn kêu ngày sau chích là chiều lại nó là chết dẫn dẫn luôn là tới ngày 8 tay là chết sạch chuồng luôn đó. Cũng cùng chung số phận với gia đình bà Nhung, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh mua 4 con heo với giá mỗi con hơn 2,6 triệu đồng, tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Nghe là chạy có giống heo nghiệp, hai nghiệp ở cầu sập đem xuống bán là nói heo chích ngừa, heo chất lượng, heo siêu thệ nạc. Tôi mới nghe lời tôi mua là 4 con là 10 triệu mấy, bây giờ mua bữa trước bữa sau là nó bắt đầu phát lên bệnh rồi, tôi có kêu xuống y xã vô chích. Chích liên tục mấy ngày là bắt đầu heo chết. Chết lần 3 con, còn con là thú y có xuống là kiểm nghiệm là lấy máu, lặn đi lấy mẫu là heo bị dịch châu Phi. Sau khi có hiện tượng heo chết bất thường, nghi do bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, gia đình bà Oanh và bà Nhung đã thông báo chính quyền địa phương đến để xác minh. Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y của tỉnh cùng với địa phương đã cử cán bộ đến lấy mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm tại Chi cục Thú y vùng 7 thuộc Cục Thú y, xét nghiệm và có kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Những con heo bị chết của hai hộ gia đình, cán bộ thú y đã hỗ trợ và hướng dẫn hai gia đình xử lý heo chết theo đúng quy trình kỹ thuật và tiến hành tiêu độc, khử trùng vùng dịch. Điều đáng nói là sau khi sự việc xảy ra, bà Oanh và bà Nhung đã nhiều lần liên hệ với trang trại heo giống Hai Nghiệp nhưng không liên lạc được, khiến cho hai người này vô cùng bức xúc. Bây giờ tôi bức xúc quá, tôi nhờ chính quyền là phải tìm kiếm ông Hai Nghiệp này nè để lấy cái số tiền của tôi lại để trả lại cho tôi, đặng tôi làm vốn nuôi heo nữa. Chứ lừa gạt như vậy rồi giờ là heo mắc trắng hết trơn rồi, ổng thì điện số thì lại tắt máy, không bắt, mà điện lại số mượn người khác điện thì ổng bắt máy. Đó bây giờ là tôi nhờ chính quyền là phải là tìm được cho bằng được cái ông này ra để trả lại cái số tiền là heo cho tôi, tặng tôi làm vốn. Chứ số vốn cũng mấy chục rồi, bắt 16 con rồi bắt cũng hàng 4 mấy triệu. Đó rồi giờ thất thoát thì chết hết trơn, phải như chết mà không ấy gì ảnh hưởng vào, và còn ngưng không còn số vốn để tái đàn lại nữa. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu nhận được tin phản ánh của nhiều người dân về việc một trang trại Hai Nghiệp bán heo giống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những con heo này đều bị dương tính với dịch tả heo châu Phi. Lực lượng liên ngành tiến hành mật phục và bắt quả tang khi cơ sở này đang vận chuyển heo giống để giao cho người dân. Sáng qua vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 7, lực lượng liên ngành của tỉnh Bạc Liêu gồm Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng Công an tỉnh tiến hành mật phục kiểm tra bắt quả tang chiếc xe tải mang biển kiểm soát 94C04033 do tài xế Lâm Văn Khải, 32 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, khi đang chở 9 con heo giống qua địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Lực lượng liên ngành nghi là của cơ sở heo giống Hai Nghiệp mà người dân phản ánh. Thì ở tỉnh Bạc Liêu hiện tại là có 3 ổ dịch, ở thành phố Bạc Liêu là 1 ổ dịch và ở tại thị xã Gia Rai là 2 ổ dịch. Thì qua kết quả điều tra về cái nguồn gốc của heo thì hầu hết là heo không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua cái kiểm dịch, và qua kết quả kiểm tra và theo dõi cái tình hình đó thì chúng tôi cũng ghi nhận một số cái heo này đã bị nhiễm bệnh từ trước, nên khi đưa về ngày hôm trước, ngày hôm sau là heo đã bị mắc bệnh. Và kết quả xét nghiệm là dương tính với dịch tả lợn châu Phi, nên chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm dịch vụ tiến hành tổ chức tiêu độc sát trùng, khoanh vùng dịch và hướng dẫn bà con là chăn nuôi là phải mua heo là có nguồn gốc rõ ràng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số heo giống này là của Trương Văn Tèo, 31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, thuê tài xế vận chuyển để giao cho người dân. Theo người dân,
Tèo là người đã liên hệ và nhận là cơ sở heo giống Hai Nghiệp để bán heo giống bị dịch tả heo châu Phi. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Tèo không có giấy chứng minh nguồn gốc số heo giống này và khai báo quanh co về nguồn gốc số heo. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và chuyển số heo này đến khu vực cách ly ở xã Ninh Quối, huyện Hồng Dân để theo dõi trong 15 ngày và tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Sau hơn một năm không về địa phương và căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã ra quyết định xóa số đăng ký của hơn 500 tàu cá. Theo đó, ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, thực hiện công tác quản lý tàu cá, Chi cục đã gửi thông báo đến các đơn vị liên quan trong tỉnh, Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển trong nước về việc xóa số đăng ký tàu cá đối với 550 tàu cá Bình Định hơn một năm không về địa phương. Sau khi có thông báo, đã có 30 chủ tàu cá đưa tàu về tỉnh để khai báo thủ tục phục hồi lại số đăng ký tàu cá để đủ điều kiện được ra khơi. Ngoài việc phục hồi lại đăng ký tàu cá, ngành chức năng tỉnh Bình Định còn tuyên truyền các quy định luật thủy sản, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài đối với các trường hợp này. Vệ sinh môi trường nhưng lại đang gây ô nhiễm cho xung quanh, đó là thực trạng đang diễn ra trên quốc lộ 27C, đoạn qua địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914, thì tại đây có một xe quét dọn cát thường xuyên hoạt động để thu gom lượng cát bay hoặc là do xe vận chuyển làm rơi vãi. Tuy nhiên, mỗi lần chiếc xe này thực hiện nhiệm vụ của mình thì người đi đường đều thấy ngao ngán vì lượng cát thu về không biết có nhiều hay không, thế nhưng bụi thì lại bay mịt mù khiến cho họ nhìn không rõ được. Để làm sạch lớp đất cát do các xe ben làm rơi vãi trên mặt đường quốc lộ 27C, ngành chức năng đã cho một xe chuyên dụng đi quét dọn cát. Đáng nói khi vận hành, xe quét dọn cát này gây ra những bức tường bụi kinh hoàng phủ trùm lên cả một đoạn đường nơi đây, khiến các phương tiện đang lưu thông phải khiếp đảm. Người đi xe máy phải hứng chọn lớp bụi khi chạy chui qua bức tường bụi này, và để các phương tiện chạy cùng chiều phía sau không tông vào xe quét dọn cát do không nhìn thấy. Một công nhân đi sau chiếc xe dọn cát này đã liên tục phất cờ đỏ để cảnh báo. Việc thi công như trên ngoài gây ô nhiễm nặng nề hơn cho đoạn đường quốc lộ, còn gây nguy hiểm đến tính mạng an toàn giao thông khi các xe chạy ngược chiều không nhìn thấy nhau do đường quốc lộ này không hề có giải phân cách. Cũng mong ngành chức năng của đường nơi đây xem xét lại cách thi công quét dọn như trên. Tại Bình Định, từ sau dịch COVID-19 đến nay, tình trạng vận chuyển răm gỗ để rơi vãi trên đường càng khiến cho dư luận bức xúc. Không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thông tin từ khán giả Vũ Như Lê có số điện thoại 0913 3 số cuối 253 cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phải kiên quyết xử lý, không chỉ đối với các doanh nghiệp vận chuyển mà cả doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trên các tuyến quốc lộ đường nội thị, nhất là các tuyến đường nối về cảng Quy Nhơn và các bến bãi đầu mối hàng hóa, không khó để bắt gặp những chiếc xe chở đầy răm gỗ rơi vãi trên đường. Đây là nỗi bức xúc của người tham gia giao thông, bởi răm gỗ vương vãi khiến mặt đường mất độ bám dính, trở thành những cái bẫy trực chờ gây tai nạn. Tại buổi làm việc, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm chấn chỉnh tình trạng này, cả doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều đổ trách nhiệm cho tài xế điều khiển phương tiện. Cái răm gỗ để vận chuyển thường là khoáng cho lái xe, khoáng tấn, nên là cái đó là cái chủ quan là nhiều lúc lái xe nó xúc hơi đầy vì cái lợi nhuận của lái xe. Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Định, quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến việc rơi vãi của các đơn vị, đồng thời chủ động tiến hành kiểm tra xử lý thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, không để tái diễn các phương tiện vận chuyển răm gỗ rơi vãi trên đường. Chứ trước khi lên bàn cân là xe phải cào răm rồi phủ bạt kỹ, với cho được phép cân, đồng thời ra đến cái cổng bảo vệ nữa, nghĩa là bảo vệ phải đi kiểm tra vòng quanh đã quét sạch trên vòng xe.
Được biết, trong 3 tháng vừa qua, Thanh tra Giao thông đã phối hợp cùng Cảnh sát Trật tự Công an tỉnh Bình Định thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hơn 270 trường hợp, phạt tiền gần 850 triệu đồng đối với hành vi chở giam gỗ rời vãi xuống đường, sử dụng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải và đậu đỗ không đúng nơi quy định. Nếu mà những cái đơn vị mà tái phạm nhiều lần, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cho cấp trên Sở Giao thông, báo cáo cho các cái cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cái biện pháp xử lý hành chính đối với những doanh nghiệp mà nhiều lần vi phạm về vấn đề để vận chuyển giam gỗ rời vãi trên đường. Trong thời gian tới, nhiều đợt kiểm tra ngay tại bến bãi bốc xếp hàng hóa cũng sẽ được tăng cường thực hiện nhằm giám sát việc chấp hành các cam kết của doanh nghiệp, hạn chế vi phạm trên đường, góp phần đảm bảo mỹ quan và ngăn ngừa tai nạn. Với đặc tính dễ trồng, sinh trưởng tốt, ra trái quanh năm, ổi Đài Loan đã trở thành giống cây trồng mang lại thu nhập ổn định, giúp cho nhiều gia đình ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh thoát nghèo. Chính vì thế, thời gian qua, mô hình này được khá nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Chia sẻ của khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0919 và số cuối 199. Nhiều năm trở lại đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây ổi Đài Loan mang lại, nhiều nông dân ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những năm gần đây, bà con nông dân đã quyết định nhập hàng chục nghìn gốc ổi từ viện giống cây trồng ở Hà Nội về. Thời gian đầu, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm làm giàu, nhiều hộ nông dân đã học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng trồng và chăm sóc. Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học nên hàng chục nghìn gốc ổi đã cho thu hoạch. Theo người dân ở đây, chỉ với từ 20 đến 25 nghìn đồng một kg đã cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi hộ, thậm chí là cả trăm triệu. Nhận thấy mô hình trồng ổi Đài Loan đạt hiệu quả, nhiều người dân trong vùng đã tiến đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay thì diện tích trồng ổi Đài Loan đã mở rộng lên đến hàng chục hecta. Nguồn thu này đã góp phần giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện để xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và đầu tư phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào vượt khó làm giàu ở địa phương này. Thưa quý vị, Hưng Yên, vùng đất hưng thịnh và yên bình, là quê hương của nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Người Hưng Yên vẫn luôn tự hào có di tích Văn Miếu Xích Đằng là nơi hội tụ những yếu tố tinh hoa trí tuệ, học vấn. Văn Miếu Hưng Yên mang tên Xích Đằng bởi xưa kia được dựng trên nền ngôi chùa cổ Nguyệt Đường tại thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên từ thế kỷ 17, tức là thời Hậu Lê, với quy mô ban đầu còn nhỏ. Đến năm Minh Mệnh thứ 20, năm 1839, triều Nguyễn, được xây dựng lại với quy mô như hiện nay. Mời quý vị cùng tìm hiểu về di tích này qua chia sẻ của khán giả Văn Trường có số điện thoại 0357 và số cuối 444. Văn Miếu Xích Đằng vốn được biết là nơi tôn thờ Đức Thánh Khổng Tử, người sáng lập ra đạo Nho, cùng với các học trò của ngài như Mạnh Tử, Tăng Tử, Tử Tư hay Nhan Tử. Khối thờ trong gian chính là tượng thầy giáo Chu Văn An, nhà sư phạm tài năng đức độ thời Trần, được lịch sử tôn vinh là ông tổ đạo Nho của nước Nam ta. Từ ngoài đi vào là nghi môn có gác trên lầu, có thể bao quát được phong cảnh một vùng ở thành phố. Tiếp đó là một khoảng sân rộng, xưa kia từng diễn ra các kỳ thi hương, chọn ra những người đỗ đạt để dự các kỳ thi hội, thi đỉnh. Hai dãy nhà Tả Vu, Hữu Vu trước đây là nơi để kiệu, mũ áo cho các quan mỗi kỳ tế lễ. Nay là phòng trưng bày những hình ảnh về nền giáo dục Hưng Yên xưa và nay. Khu thờ tự chính được xây dựng mang dáng dấp cung đình Huế, bao gồm đại bái, trung tử, hậu cung. Tên tuổi của các nhà khoa bảng được lưu danh trên 9 tấm bia đá dựng hai bên gian thờ chính, và đó cũng là những hiện vật vô cùng quý giá mà Văn Miếu Xích Đằng còn giữ được. 8 tấm bia dựng vào năm Đồng Khánh thứ 3, 1888, 1 tấm bia dựng vào năm Bảo Lại thứ 18, 1943, ghi danh 161 vị đỗ đại khoa của Trấn Sơn Nam xưa, tức tỉnh Hưng Yên, có 138 vị. Bia tiến sĩ được dựng lên mang ý nghĩa tôn vinh những người đỗ đạt, thể hiện mong muốn tên tuổi của các nhà khoa bảng trường tồn mãi cùng thời gian, mang lại niềm tự hào cho con cháu mỗi khi đến đây chiêm bái và tìm thấy tên vị tiến sĩ thuộc dòng tộc mình. Học vị cao nhất được ghi danh ở các bia đá
còn lưu lại là Trạng Nguyên Tống Trân thời nhà Trần, Trạng Nguyên Nguyễn Kỳ triều nhà Mạc, Trạng Nguyên Dương Phúc Tư triều nhà Lê. Chức vụ cao nhất được biết đến là tiến sĩ Lê Như Hồ, quận Công Triều, nhà Mạc. Văn miếu Xích Đằng được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992. Hàng năm, nơi đây tổ chức các hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa giáo dục như lễ khen thưởng học sinh giỏi, hát ca trù, ngâm thơ, thư pháp. Văn miếu Xích Đằng đã trở thành biểu tượng và là nơi tôn vinh tinh hoa trí tuệ của người dân xứ Nhãn. Du khách xa gần khi về với Hưng Yên thường ghé thăm văn miếu, thắp nén nhang thơm thành tâm xin cho gia đình và con cháu được đỗ đạt thành tài. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Lợi dụng gia chủ sở, một thầy cúng đã dùng tiền bọc âm phủ tráo đổi và chiếm đoạt 40 triệu đồng rồi bỏ trốn. Liên quan đến hành vi phạm tội này, ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đoàn, sinh năm 1978, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của khán giả Minh Hà, số điện thoại 0324 3 số cuối 552. Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trang trại ở Bạc Liêu bán heo giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng liên ngành đã mật phục bắt quả tang khi cơ sở này đang vận chuyển heo bán cho người dân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số heo này là của ông Trương Văn Tèo, 31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, thuê tài xế vận chuyển để giao cho người dân. Phản ánh khán giả Phạm Quang Minh, số điện thoại 0884 3 số cuối 525. Sau hơn một năm không về địa phương và căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã ra quyết định xóa số đăng ký của hơn 500 tàu cá. Sau khi có thông báo, đã có 30 chủ tàu đưa tàu về tỉnh để khai báo thủ tục phục hồi lại số đăng ký tàu để đủ điều kiện được ra khơi. Ngoài việc phục hồi lại đăng ký tàu cá, ngành chức năng tỉnh Bình Định còn tuyên truyền các quy định luật thủy sản, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài đối với các trường hợp này. Phản ánh có giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388 3 số cuối 113. Vệ sinh môi trường nhưng lại đang gây ô nhiễm môi trường. Đó là thực trạng đang diễn ra trên quốc lộ 27C, đoạn qua địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây có một xe quét dọn cát thường xuyên hoạt động để thu gom lượng cát bay hoặc do xe vận chuyển làm rơi vãi. Tuy nhiên mỗi lần chiếc xe này thực hiện nhiệm vụ của mình, người đi đường đều thấy ngao ngán vì lượng cát thu về không biết có nhiều hay không. Nhưng bụi thì lại bay mịt mù khiến họ không rõ đường. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Tại Bình Định, từ sau dịch Covid-19 đến nay, tình trạng vận chuyển giam gỗ để rơi vãi trên đường càng khiến dư luận bức xúc. Không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiên quyết xử lý, không chỉ đối với các doanh nghiệp vận chuyển mà cả những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phản ánh khán giả Vũ Như Lê, số điện thoại 0913 và số cuối 389. Với đặc tính dễ trồng, sinh trưởng tốt, ra trái quanh năm, ổi Đài Loan đã trở thành giống cây trồng mang lại thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh thoát nghèo. Chính vì thế, thời gian qua, mô hình này được khá nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Thời gian đầu, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm làm giàu, nhiều nông dân đã học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng trồng và chăm sóc ổi. Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học, nên hàng chục nghìn gốc ổi đã cho thu hoạch. Chia sẻ của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.